Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng ấy không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng là chứng thật. Chính các tông đồ đã cử người đến gặp ông Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần chứng của người phàm, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã trao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đã làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi: các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Thiên Chúa duy nhất thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin Mô-xê thì hẳn cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin thì làm sao tin được lời tôi? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, có một họa sĩ chuyên vẽ về chân dung. Khi ông di chuyển đến một thành phố nọ với hy vọng tìm được nhiều khách hàng, và vừa đến trước cửa thành thì ông gặp thấy một người say rượu và hai bên trao đổi với nhau. Người say rượu đồng ý cho họa sĩ vẽ chân dung của mình, và dù say túy lý, gương mặt hốc hác, quần áo sọc sạch, người say rượu vẫn có thể ngồi yên để vị họa sĩ làm việc. Và so với những khách hàng khác thì đây là bức chân dung mà họa sĩ phải tốn nhiều công sức. Và khi ngắm tác phẩm vừa được hoàn thành thì người say rượu không thể không ngạc nhiên. Thay cho gương mặt chán đời của mình thì anh thấy trong đó bức chân dung với một nụ cười tươi tỉnh, lạc quan. Thay cho cách ăn mặc cẩu thả thì đấy là một con người khoác lên bộ áo lộng lẫy. Và nhìn vào bức chân dung một lúc, anh lắc đầu và nói: người trong hình không phải là tôi. Nhà nghệ sĩ trả lời một cách khéo léo, vì đã biết nhìn xuyên qua bề ngoài, cho nên đây là bức chân dung mà anh phải hoàn thiện, phải tiến đến trong
trong mức độ đẹp đẽ và dễ coi. Thưa cộng đoàn, mùa chay là mùa thanh luyện hoán cải. Giáo hội mời gọi chúng ta trở về với Chúa, đạt đến mức hoàn thiện, dễ coi trong cung cách sống, trong đời thường, qua những gặp gỡ, tiếp cận, lời nói yêu thương, bao dung và hòa nhã. Như bức chân dung đạt đến mức hoàn thiện là khi con người đã gạt bỏ đi những gì lầm lạc, những xấu xa, những đen tối của một con người để thành toàn, hoàn tất trong một chân dung hoàn thiện, đẹp đẽ. Mỗi người Kitô hữu chúng ta ngày từng ngày cũng muốn mong trở nên hoàn thiện như lời mời gọi của chính Đức Giêsu: hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Mùa chay gọi mời chúng ta thực hành các tính, những hy sinh, những việc làm truyền thống mà giáo hội mời gọi, đó là dẹp hãm thân xác, tham dự vào chính cái chết của Đức Kitô, và từng ngày với những hy sinh quên mình để cũng được chia phần vinh quang phục sinh với Ngài. Nghĩa là mỗi ngày một biến đổi để trở nên con người mới, cho đến khi đạt tới tầm mức viên mãn của ơn gọi làm con Chúa. Đó là bức chân dung mà mỗi Kitô hữu đều phải mang trong mình, mỗi ngày cố gắng họa lại bằng cả cuộc sống. Cùng với Đức Kitô, đấng đã nên một với Chúa Cha trong tất cả mọi sự, cho đến tiêu hao bản thân mình và mặc lấy sự phục sinh vinh hiển. Cho nên ước chi trong mùa chay thánh này chúng ta được mời gọi sám hối canh tân, hay nói cách khác là chết đi cho con người cũ, tội lỗi, bất xứng và xấu xa lầm lạc của mình, để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Và đấy cũng là hình ảnh đích thực của những người con cái Chúa. Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài ôi trái tim diệu hiền. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn thái dương, chưa chan bao tình mến thương. Con dâng lên Ngài trọn thân xác, chân mình mơ. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn thái sơn, chưa chân bao tình mến thương. Con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen, lung lay phiêu phàm sao xuyến trên dòng. Xin anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho lễ tế này nâng đỡ đức tin yêu hẹn của chúng con, giúp chúng con vững bước trên con đường công chính. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc ham mình để tạ ơn Chúa, nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tình kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiếu, chúng con trở nên người biết nói theo lòng nhân hậu Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà hân hoan ca tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh quan của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lời Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh đã trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được Kitô nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiêng toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con có ý cầu nguyện cho, cùng với linh hồn Giuse, Anna, Phanxicô, Xavier. Xin tạ ơn Chúa, xin ơn bình an như ý. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kiến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, Thánh Giuse và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức người đây chúng ta dám nguyên rằng: Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin hãy thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an, được hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
chiêm ngắm Chúa chi tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời, ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời. Mẹ chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được phúc chia sẻ bánh bởi trời, xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi, để từ đây không còn bị lương tâm cắn rứt,